Tử vi tuổi Kỷ Tỵ 1989 tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh đầu tiên hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tuổi Kỷ Tỵ mệnh đại Lâm Mộc là những người rất coi trọng quy tắc. Họ thích sống trong môi trường khoa học, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, đẹp đẽ. Họ là người khá cầu toàn, cũng có yêu cầu khá cao đối với chất lượng cuộc sống, đòi hỏi sự chuẩn xác và đúng đắn trong mọi chuyện. Họ thường có tính cách hòa nhã, thích kết giao bạn bè, coi trọng tình nghĩa, nhờ thế mà có không ít bạn bè thân thiết, tri kỷ. Có điều họ thường khá thụ động khi làm việc, thiếu sự tích cực, nên luôn cần bạn bè ở bên động viên, cổ vũ. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát, cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào so với năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 là người thông minh, sáng dạ, có khí chất, hấp dẫn, mưu lược và bí ẩn. Gia chủ tuổi Kỷ Tỵ không thuộc tiếp người bốc đồng, vô trương, họ kín đáo, hành xử âm thầm, có khả năng tự lập cao. Họ thường thích đọc sách, nghe nhạc, thích ăn ngon, mặc đẹp hay bị thu hút bởi cái đẹp. Nữ Kỷ Tỵ quyến rũ, nổi bật, nam Kỷ Tỵ nho nhã, lịch sự, có khí chất. Đại Lâm Mộc là cây lớn giữa rừng, che chở cho muôn loài. Người mệnh này giàu lòng trắc ẩn, hay giúp đỡ người khác. Gia chủ tuổi Kỷ Tỵ có khả năng quan sát, học hỏi và rút ra nhiều bài học cho bản thân qua việc theo dõi thất bại của người khác. Gia chủ tuổi Kỷ Tỵ xoay chuyển tình thế rất tốt, nhưng lúc gặp khó khăn, họ luôn kiên nhẫn, phân tích kỹ càng để tìm ra mấu chốt của vấn đề rồi giải quyết một cách ổn thỏa. Kỷ âm thổ gặp ất âm mộc nên được gọi là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sẽ dễ có được tài lộc, công việc, sự nghiệp có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên sẽ cần chú ý, cẩn thận xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Nếu không cẩn thận có thể dẫn tới chia tay, các vấn đề nên cần ngồi lại để chia sẻ rõ ràng, chi tiết để cả hai hiểu nhau hơn. Trong tháng 6 âm lịch, gia chủ tuổi Kỷ Tỵ gặp phải không ít khó khăn trong công việc cũng như trong chuyện tình cảm, vận trình biến động khá lớn. Tháng này là chuỗi ngày dài dằng dặc với những thăng trầm trong chuyện tình cảm. Tinh thần sa sút, bản mệnh khó lòng có được những điều mà mình mong muốn. Xét về đường công danh sự nghiệp, ngũ hành tương khắc nên bản mệnh khá vất vả để tìm chỗ đứng của mình trong doanh nghiệp. Công việc không suôn sẻ dẫn đến tài lộc không như ý, phải thật sự tiết kiệm và có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Đặc biệt năm 2021 thái tuế là Sửu, để cho vận trình sức khỏe, gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình một kim bài thái tuế, để có thể nghênh đón thái tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài thái tuế của kênh Phong thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, sinh năm 1989. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Tháng này là tháng khó khăn đối với những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989.
công việc của bản mệnh bắt đầu sa sút. Bản mệnh phải gặp đủ chuyện phiền phức rắc rối, không thể nào kiểm soát được tình hình. Dù bản mệnh đã cố gắng để đảm bảo được công việc, nhưng không được như ý. Bản tính thiếu quyết đoán nên có khi đứng trước cơ hội trời cho lại chẳng nghĩ hay biết. Thay vì tin lời người tốt thì lại nghe theo kẻ xấu. Cuối cùng, mọi sự đều hỏng bét. Quá cảm xúc trong những chuyện cần đến lý trí, những gia chủ tuổi Kỷ Tỵ sẽ mắc sai lầm. Con đường công danh sự nghiệp vì thế mà vừa khởi sắc đã có dấu hiệu sụt giảm. Kênh Phong Thủy Gia Cát khuyên rằng bản mệnh nhớ hãy giữ cho mình sự khiêm tốn, chờ thấy thành công đến quá nhanh mà khoe khoang, tự phụ, mất cảnh giác cho những tình huống xấu. Cho nên trong thời gian này, gia chủ hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh hoặc minh quang pháp bảo. Pháp khí sẽ giúp gia chủ khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt cho mọi việc. Từ đó sẽ giúp cho công việc được hành thông thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm phong thủy còn được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi hung tinh và tăng cường cát khí. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Xét phần trình tài lộc trong tháng 6 âm lịch, họa phá tài đang ập đến. Gia chủ tuổi Kỷ Tỵ xui xẻo, hết lần này đến lần khác tổn hao tiền bạc. Bản mệnh không để dành được là bao, tiền cứ vào túi hôm trước, hôm sau là hết. Tiền có thể bị trộm mất, bị rơi mất, bị lừa mất, thậm chí là do bị phạt hay tiêu dùng cho việc khám chữa bệnh. Gia chủ có thể phung phí tiền bạc cho những thú vui hoang đàng, tự cho rằng bản thân đang biết hưởng thụ cuộc sống, nhưng thực chất lại chẳng hề quý trọng đồng tiền mà mình làm ra. Chẳng những vậy, luôn có bóng dáng tiểu nhân rình rập, chỉ chờ gia chủ phạm sai lầm là lấy mất tiền bạc ngay trong tay. Để có thể tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần từ trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với gia chủ, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Kỷ Tỵ, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Bước sang tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu, gia chủ tuổi Kỷ Tỵ vẫn đang loay hoay để tìm lối đi cho chuyện tình cảm của riêng mình. Có nhiều vấn đề phát sinh và gia chủ không muốn để lỡ mất cơ hội hạnh phúc nên cố dấn thân. Song cũng không có nhiều hy vọng, gia chủ tuổi Kỷ Tỵ có thể tự đẩy người mình yêu ra xa vì những suy nghĩ tự ti, thiếu sáng suốt của mình. Người ấy không hiểu được những cảm xúc hiện tại của gia chủ, cũng cố gắng để chia sẻ mà không thành công. Mọi người có thể tìm vui bên bạn bè xấu, khiến cho quan hệ giữa hai người càng ngày càng xấu đi. Bản mệnh là người ham vui, đôi khi quên mất trách nhiệm của mình đối với gia đình, người thân, khiến cho những người ở bên cạnh không khỏi thất vọng. Những người độc thân sẽ u mê trong chuyện tình cảm, có khi đâm đầu vào ngõ cụt mà cứ ngỡ mình đang sắp tìm thấy đường ra. Cần cẩn trọng, kẻo bị lừa gạt cả tình lẫn tiền mà cũng chẳng hề hay biết, còn nghĩ mình đang sống trong hạnh phúc. Ngoài ra, trong thời gian này, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Kỷ Tỵ hãy mang bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đặc biệt, những người tuổi Kỷ Tỵ còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm Tân Sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 6 âm lịch không được tốt. Do sự nghiệp gặp trở ngại nên gia chủ phải lo lắng và suy tính nhiều hơn. Có những lúc gia chủ cảm thấy rơi vào bế tắc. Hãy làm chủ cảm xúc và suy nghĩ của mình, sau đó đưa ra quyết định đúng đắn. Thời gian này, bản mệnh làm việc căng thẳng, phải di chuyển nhiều nên cũng khó tránh khỏi việc mệt mỏi. Ngoài ra nên chú ý giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi vừa sức để không bị thiếu tỉnh táo mà gặp phải tai họa bất ngờ. Người tuổi Kỷ Tỵ còn khá trẻ, thường bị cuốn vào công việc, tình yêu mà quên mất việc chăm sóc bản thân. Thời gian này, gia chủ nên có một chế độ nghỉ ngơi, ăn uống, luyện tập nghiêm túc với chính mình.
nên thường xuyên đi chùa để giữ được tâm thế thanh tịnh, thoải mái. Gia chủ tuổi Kỷ Tỵ hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, trì chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 6 âm lịch để gia chủ tuổi Kỷ Tỵ có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 6, kết thúc vào ngày 29 tháng 6, từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi, Nam âm Sa Trung Kim, tháng Mùi Lục Hợp Ngọ, Tam Hợp Mão, Hợi Thành Mộc Cục, Xung Sửu, Hình Sửu, Hại Tý, Phá Tuất, Tuyệt Sửu. Đối với những người tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 6 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 5 tháng 6, tức ngày 14 tháng 7 dương lịch, Nạp Giáp, Quý Hợi. Thứ hai ngày âm lịch 17 tháng 6, tức ngày 26 tháng 7 dương lịch, Nạp Giáp, Ất Hợi. Thứ ba là ngày âm lịch 29 tháng 6, tức ngày 7 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Đinh Hợi. Đây là ba ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ tuổi Kỷ Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kết công danh, tài lộc, tình duyên, gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cát lành để gia chủ tuổi Kỷ Tỵ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng. Hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 2 tháng 6, tức ngày 11 tháng 7 dương lịch, Nạp Giáp, Canh Thân, Nạp Âm, Thạch, Lự Mộc. Thứ hai ngày âm lịch 14 tháng 6, tức ngày 23 tháng 7 dương lịch, Nạp Giáp, Nhâm Thân, Nạp Âm, Kiếm Phong Kim. Thứ ba ngày âm lịch 26 tháng 6, tức ngày 4 tháng 8 dương lịch, Nạp Giáp, Giáp Thân, Nạp Âm, Tuyển Trung Thủy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của gia chủ tuổi Kỷ Tỵ trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị ở trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉnh. Mọi người đừng quên đăng ký kênh để có thể cập nhật được những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.